Con người ai rồi cũng phải chết. Khi chết ở từng vùng họ được thân nhân đưa. 1. Hỏa táng. 2. Địa táng. 3. Thủy táng. 4. Điểu táng. Hiện nay, một số người giàu có tiền muốn báo hiếu cho thân nhân của mình, đến các chùa có diện tích đất rộng, bỏ tiền ra, mua một đám đất để xây một cái mồ, rồi đưa xác thân nhân về chôn cất ở đó, hoặc gửi tro vào tháp hài cốt trong chùa. Nhà chùa gặp cơ may này, làm giàu, tính giá ít nhất là từ 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng, và có thể còn hơn nữa. Nhờ đó, nhà chùa mới làm lễ cầu siêu độ cho vong. Các người này, họ rất vinh dự được đưa thân nhân về chùa, nằm trong đất chùa, được nghe kinh, được theo Phật, vân vân. Kính thưa Thầy, với việc làm này, người chôn trong đất chùa có lợi ích gì? Người con báo hiếu đưa xác hay hài cốt người thân về chùa có lợi ích gì? Quý Thầy trong chùa nhận hài cốt và an táng trong đất chùa có lợi ích gì? Chúng con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: theo phong tục mê tín của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ trong các chùa cho rằng người chết được chôn trong đất chùa hoặc gửi nắm tro tàn trong tháp hài cốt, hằng ngày linh hồn sẽ được nghe kinh, nhờ đó được siêu thoát lên cõi cực lạc thiên đàng. Do lòng thương yêu và sự hiếu hạnh khiến cho người ta không còn sáng suốt, nên nghe quý thầy quý cô trong chùa bảo sao làm vậy, chứ không có tư duy suy nghĩ chín chắn. Vì thế sự tin tưởng thiếu thực tế, mơ hồ, không trí tuệ của một số Phật tử đã làm giàu cho các chùa và biến các chùa trở thành nhà mồ, trở thành một nơi sinh hoạt mê tín, chứ không còn là nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ nữa. Ở thành phố, đất hẹp, người đông, vì thế chùa muốn kinh doanh làm tiền Phật tử bằng sự lừa đảo mê tín như chúng tôi đã nói ở trên. Chùa nào hiện giờ cũng xây tháp hài cốt. Khi có thân nhân chết, người ta đem thiêu xác gửi vào chùa. Và khi gửi nắm tro tàn như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền đóng vào, và còn phải cúng dường tiền cho chùa rất nhiều hàng năm. Nếu thân nhân không cúng dường tiền thì hũ hài cốt ấy sẽ bị dẹp vào chỗ khuất lấp. Còn ai cúng dường tiền nhiều thì hũ hài cốt sẽ được để trên chỗ sang trọng trong tháp. Trong chùa, các thầy thường bảo nhau: tháp hài cốt là núi tiền, là những mẫu ruộng màu mỡ xài hoài không hết. Đúng vậy, nhà chùa hiện giờ lấy hài cốt của những thân nhân Phật tử làm con tin để làm tiền một cách phi nhân nghĩa, phi đạo đức. Ví dụ, nhà chùa muốn làm một việc gì thì nhắm vào những Phật tử có gửi hài cốt hoặc chôn những thân nhân trong đất chùa. Họ kêu gọi đóng góp làm từ thiện hoặc xây cất chùa, và bất cứ một việc gì trong chùa, vân vân, đều kêu gọi. Nghe kinh được siêu thoát về cực lạc thiên đàng đâu không thấy, mà chỉ thấy những người còn sống phải gánh một gánh nặng của tôn giáo mê tín. Cho nên chùa nào có đất rộng làm nghĩa địa hoặc xây tháp hài cốt là chùa đó giàu to, giàu không mất sức lao động chút nào cả. Chúng ta thấy tệ nạn lừa đảo Phật tử hiện giờ trong các chùa rất lộ liễu. Bây giờ Thầy sẽ hỏi quý Phật tử, quý vị cứ vui lòng nói thẳng, có sao nói vậy, đừng tự dối mình. Hiện giờ quý Phật tử thường đến chùa không những nghe thuyết pháp, mà còn ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, lạy hồng danh sám hối, vân vân. Thế mà quý vị có thấy ai đã được lên thiên đàng cực lạc chưa? Có thấy hết khổ chưa? Có ai làm chủ sanh, già, bệnh, chết chưa? Có thấy sự giải thoát chưa? Quý vị cứ thành thật trả lời xem. Trong lúc quý vị còn sống mà còn chưa biết được cực lạc thiên đàng ở đâu, có hay không có,
huống là người chết, họ còn nghe thấy được những gì? Nếu quả chăng nghe kinh được sanh về cực lạc thiên đàng, thì người ta tu làm gì cho cực khổ, phải không quý vị? Đó là những mánh khóe lừa đảo của kinh sách phát triển, chúng ta nên cảnh giác. Với tinh thần tình cảm đạo nghĩa của cuộc sống dân tộc Việt Nam, sống cái nhà, thác cái mồ. Người sống, dù nghèo hay giàu, đều phải có một ngôi nhà, dù là nhà tranh vách lá, chòi, lều, cho đến nhà lầu, villa, biệt thự, cũng vẫn là một cái nhà mà thôi. Vì đạo nghĩa làm người, nên khi chết còn lại nắm xương hoặc nắm tro tàn, người ta xây một ngôi mộ nho nhỏ, đủ để vùi lấp nắm xương và nắm tro trong lòng đất mẹ quê hương, để đánh dấu ghi khắc một kỷ niệm thăng trầm của một đời người. Ngôi mộ là nơi để ghi nhớ lại cho con cháu, cho người sau một ân nghĩa khó quên. Chứ người chết còn gì nữa? Chết là mất đi một kiếp người. Ngôi mộ là nơi để cho con cháu tập hợp, nhắc lại những thành tích của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ngôi mộ là nơi để cho con cháu đừng quên nắm xương tàn của những người thân thương. Mỗi năm chỉ có một lần về thăm mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ, là chúng tôi cảm thấy có một điều gì thương nhớ, bùi ngùi trong tâm hồn của chúng tôi. Bởi vậy, đối với người Việt Nam có một tình nghĩa sâu sắc khó quên. Những nắm mồ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn đó là tình cảm con người không bao giờ phai nhòa. Có những dân tộc khi chết đi, họ đem thiêu đốt và lấy tro đem đổ xuống biển, bảo rằng đem tro đổ xuống biển cho mát mẻ. Khi thiêu xác, sao không bảo rằng nóng? Việc an táng này có lợi nhưng có hại. Lợi là cho con cháu khỏi quét mã, tảo mộ. Hại là lòng người ân nghĩa, dễ quên. Con cháu sau này không còn chỗ để nhớ tưởng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vì đã ném tro xuống biển, làm ô nhiễm môi trường sống. Như chúng ta đã biết, trên hành tinh này, con người có nhiều kiểu an táng tùy theo bản năng, tình cảm. Và lâu rồi, nó trở thành dòng văn hóa mai táng của mỗi dân tộc. Hiện nay được chia ra làm 4 cách an táng: 1. Địa táng. 2. Hỏa táng. 3. Thủy táng. 4. Điểu táng. Những dân tộc có tình cảm sâu xa như dân tộc Việt Nam, Trung Hoa, thì địa táng, xây mồ mả, giữ gìn nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương của mình. Những dân tộc ít tình cảm hơn như dân tộc Campuchia, thì hỏa táng lấy tro đựng trong một cái ghè để dưới gốc cây lâm vồ. Cây lâm vồ giống như cây đa ở nước chúng ta. Người Campuchia để tro hài cốt của ông bà cha mẹ như vậy rất thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm, khiến cho con người dễ bệnh đau. Những dân tộc ít tình cảm hơn nữa như dân tộc Tây Tạng thì họ điểu táng. Khi người chết, họ đem vào rừng cắt ra từng miếng thịt nhỏ, quăng ném khắp nơi để cho loài chim bay đến ăn thịt. Cách thức điểu táng gây ra môi trường ô nhiễm ghê gớm, mùi tanh, hôi thối bốc ra khắp cả một vùng rừng núi, khiến cho không ai dám đến nơi đó. Tục lệ điểu táng là một việc làm thiếu vệ sinh, gây ô nhiễm, khiến mọi người dễ sanh bệnh tật khổ đau. Thủy táng là những người dân sống trên sông nước, họ không có địa táng, hỏa táng hoặc điểu táng. Khi có người chết, họ an táng bằng cách neo vào quan tài một tảng đá to, dùng thuyền chở ra giữa dòng sông. Họ dứt dây quan tài, từ từ chìm xuống đáy sông. Lại có một số người sống ven biển như dân tộc Đại Hàn. Người chết đem thiêu xác rồi lấy tro đổ xuống biển. Đó cũng là loại thủy táng,
thủy tán bằng tro. Loại thủy tán nào cũng thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm cho cuộc sống của con người. Trong bốn loại an tán, thì loại địa tán là tình cảm thiêng liêng nhất của loài người. Vì không thấy thi thể của người thân của mình bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Giả lại, địa tán còn lưu lại dấu tích sau cùng để con cháu tưởng nhớ khó quên tổ tiên dòng giống, duy trì và truyền thống một nền đạo đức ân nghĩa sâu dày. Địa tán là một sự giữ gìn vệ sinh môi trường sống rất tốt, nhưng nó không được trọn vẹn vệ sinh bằng hỏa tán cộng địa tán. Nhưng hỏa tán, tình cảm thiêng liêng của con người không cho phép chúng ta, và chúng ta không thể không đau lòng được trước cảnh thiêu xác người thân. Nếu hỏa tán đem cho hài cốt người thân vào chùa, điều này: một, mê tín, nghe kinh và siêu thoát; hai, thiếu vệ sinh môi trường, vì nắm tro tàn vẫn còn bốc mùi hôi khét khó chịu, và để khơi khơi trên bàn thờ tỏa ra mùi uế trượt bất tịnh ghê gớm; ba, tốn hao tiền bạc phải cúng tế trong nhà chùa, nhà chùa lợi dụng tro hài cốt kêu gọi đóng góp mọi thứ khi chùa cần xây dựng, làm từ thiện hoặc tổ chức cúng tế, lễ lọc, vân vân. 4. Nắm tro tàn hài cốt của người thân là con tin của nhà chùa để họ làm tiền Phật tử. Nếu Phật tử nào không có tiền cúng chùa thì tro hài cốt ấy được đẩy lôi vào hốc tháp, có khi bị dẹp bỏ nếu con cháu không cúng dường tiền cho chùa. 5. Nắm mồ trong đất chùa cũng vậy, cũng chỉ là con tin để chùa làm tiền mà thôi. Vì thế, chùa có mã mồ nhiều, có tháp tro hài cốt to thì chùa ấy giàu. Quý Phật tử có thấy điều này không? Quý vị có thân nhân được chôn trong đất chùa, quý vị đừng lấy làm vinh hạnh. Nhà chùa họ kinh doanh lừa đảo quý Phật tử đó. Bán đất chôn thì quá đắt, tất đất tất vàng, chứ họ chẳng cho quý vị đồng nào cả. Họ cắt cổ quý vị tới chết chưa thôi, mà còn cắt cổ con cháu của quý vị nữa. Được đem tro hài cốt vào chùa thì phải có một số tiền mặt, và từ đó về sau nhà chùa ăn không tiêu, tiểu tiện không thông thì họ đều kêu quý Phật tử đó. Quý vị đừng tưởng rằng thân nhân được chôn trong đất chùa hoặc nắm tro tàn hài cốt được đặt vào ngôi tháp xinh đẹp của chùa là linh hồn được nghe kinh, được siêu thoát về cõi cực lạc, thiên đàng, niết bàn, vân vân. Không chắc đâu quý vị ạ. Điều này các con đã bị lừa đảo, lọt vào mê tín. Một đời tu hành của chúng tôi hết sức giới luật nghiêm túc, thực hiện pháp, ly dục, ly bất thiện pháp, không lúc nào nghỉ ngơi. Thế mà chúng tôi đi tìm cái thiên đàng, cực lạc, niết bàn, cũng chẳng thấy ở đâu mà có. Chỉ có là ở chỗ trạng thái tâm bất động trước các pháp, lúc chúng tôi còn đang sống. Còn người chết rồi thì còn chi nữa, nghe kinh, siêu thoát. Chết rồi, chỉ còn nghiệp lực tái sanh luân hồi vào thân nghiệp khác còn chi nữa. Nắm xương tàn trong lòng đất và nắm tro tàn trong tháp còn có nghĩa lý gì trong cuộc sống này nữa? Thôi hết rồi, nếu lúc sống không tu, đến khi chết rồi còn gì nghe kinh siêu thoát được? Chúng tôi xin góp ý với quý Phật tử, chúng ta là dân Việt Nam với tinh thần đạo đức ân nghĩa sâu dày và tình cảm khó quên với truyền thống. Cây có cội, nước có nguồn, hay ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Dân tộc Việt Nam có cái nhìn sự sống và chết không khác, sống cái nhà, thác cái mồ. Với tinh thần truyền thống đạo lý này,
cụ Nguyễn Du nói: "Tiết Thanh Minh trong lúc tháng 3, chị em ta rủ nhau đi tảo mộ." Đó là một tục lệ truyền thống tốt đẹp của con người, hàng năm đến ngày này, mọi người đều về thăm và quét dọn sạch sẽ mồ mả của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đó là một hành động tình nghĩa, đạo đức làm người. Làm người không thể không có được đạo nghĩa này. Nếu không có đạo nghĩa này, thì không xứng đáng làm người. Nhưng chúng ta đã thiêu xác cha mẹ, đã gửi vô tháp nhà chùa. Muốn vào thăm, thì quý vị cũng phải có lễ lộc cúng bái. Chứ không lẽ đi không xem sao được. Và thăm như vậy thì đâu còn có nghĩa là đi tảo mộ. Đi vào chùa thăm tro hài cốt của cha mẹ không còn ý nghĩa như đi tảo mộ ngày xưa nữa. Nó chỉ có nghĩa là đi cúng Phật lễ bái mà thôi. Ngày tảo mộ là ngày con cháu tụ họp về đông đủ, nói lên tinh thần đạo đức ân nghĩa, khiến cho dòng họ không còn xa lạ, con cháu gần gũi với nhau hơn. Do đó, gia tộc có một tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Ngày nay, đất hẹp, người đông, nên người ta thiêu xác lấy tro, bỏ vào hũ, đem gửi vào chùa, làm mất ý nghĩa truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và biến nhà chùa thành nhà mồ. Không còn ý nghĩa nhà chùa là nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ. Theo chúng tôi thiết nghĩ, nhà chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm để tu hành, chứ không phải nghĩa địa nhà mồ mà người tín đồ có thể đem sự bất tịnh vào đó, làm cho ô uế môi trường sống chung chỗ tu hành. Thành phố hiện giờ có rất nhiều chùa, mỗi chùa đều có nơi để tro hài cốt người chết. Mùi hôi của chất tro này bốc lên và lan rộng khắp cùng trong thành phố, làm cho bầu không khí ở đây rất ô nhiễm, khiến cho người dân thành phố dễ bệnh hơn dân chúng ở nông thôn. Ở thành phố chỉ có nhà chùa thì được lợi, mà dân thành phố thì chịu thiệt thòi. Theo sự suy nghĩ của chúng tôi, một nhà chùa nên tổ chức một nghĩa địa cách xa thành phố, do Phật tử tại chùa hùng nhau mua một khu đất, rồi tất cả thân nhân của các Phật tử chùa đó chết đều được đem về chôn cất. Nhưng nhà chùa không được bán, không được lấy tiền, dù ít dù nhiều, của một người nào cả. Vì đó là khu đất chung của Phật tử của chùa đó, cũng giống như bên đạo Công giáo, nơi nhà thờ nào họ cũng tổ chức một nghĩa địa. Tất cả những tín đồ chết đều được đem vào đó chôn cất một tập thể mồ mả của tín đồ Thiên Chúa. Nhà chùa chúng ta cũng nên tổ chức như vậy, nhưng không được bán lấy tiền như trên chúng tôi đã nói. Bán lấy tiền làm mất ý nghĩa đạo lý của tôn giáo. Các nhà chùa ở miền Bắc đã làm sai, không đúng tinh thần đạo đức làm người. Đến người chết, chúng ta không dành cho họ một tấc đất để gửi nấm xương tàn hay sao? Vậy mà các chùa sao nỡ nhẫn tâm làm tiền người chết? Cha mẹ hay người thân của Phật tử sao đành? Để xác định điều này, người chôn trong đất chùa cũng như gửi tro hài cốt vào tháp trong chùa thì chẳng có ích lợi gì về mặt tôn giáo, mà còn có hại là con cháu phải tốn tiền bạc đủ mọi thứ. Nếu nhà chùa kêu đóng góp thì chắc quý vị Phật tử không thể nào từ chối được. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, sống không tu tập ngăn ác diệt ác pháp, đến khi chết chôn trong đất chùa cũng giống như chôn trong các nghĩa địa khác. Chôn và gửi tro hài cốt trong đất chùa là làm con tin cho nhà chùa. Người con hiếu chôn hay gửi tro hài cốt cha mẹ vào chùa để được theo Phật nghe kinh siêu thoát là điều mê tín. Nhà chùa nhận chôn và tro hài cốt vào đất chùa là một lợi ích rất lớn. Đó là kinh doanh hài cốt con người để làm giàu bất chánh. Đây là cái sai thứ nhất. Nhà chùa đã biến nơi tu hành thành nơi nhà mồ nghĩa địa, nơi thực hiện sự mê tín của dân gian. Đây là cái sai thứ hai.
Tóm lại, vì lợi ích vệ sinh trong môi trường sống chung và đạo nghĩa làm người trong tinh thần dân tộc Việt Nam, sống cái nhà, thác cái mồ, thì mỗi nhà chùa đều có một nghĩa địa riêng cách xa nơi sinh hoạt tu học của tăng ni và cư sĩ. Nơi đó, tất cả tín đồ Phật giáo khi chết đều được an táng. Mỗi tín đồ không phải tốn hao một đồng một xu nào cả. Đó là thể hiện tình người, tương thân, tương ái, giúp nhau trong lúc hữu sự. Những trò mê tín lừa đảo trong các chùa. Câu hỏi của Liễu Thanh. Hỏi: trung tâm thành phố Hà Nội có một ngôi chùa ở phố Bà Triệu. Tại đây đã thực hiện di dân 2 lần, tổng chi phí lên tới vài chục tỷ đồng để cho nhà chùa được rộng rãi, khang trang và riêng biệt. Quý sư ni ở đây hành đạo bằng pháp tụng kinh, gõ mõ, dâng sao, giải hạn, và đặc biệt vào khóa lễ đầu năm có làm một chiếc thuyền bát nhã bằng giấy để chở vong linh người chết về Tây Phương Niết Bàn. Vậy những việc làm trên của các sư ni có đem lại lợi ích gì cho Phật Pháp, cho các sư ni và cho chúng sanh không ạ? Con xin Thầy từ bi dạy bảo cho chúng con được rõ đâu là việc làm đúng chánh pháp, đâu là việc làm sai không đúng chánh pháp, để cho những người hiện thời và con cháu mai sau không còn lầm lạc. Đáp: tụng kinh, gõ mõ, dâng sao, giải hạn, làm thuyền bát nhã bằng giấy để chở các vong linh về Tây Phương Niết Bàn, vân vân. Đó là những việc làm mê tín lừa đảo những tín đồ nhẹ dạ. Vì thương cha mẹ và những người thân nên bỏ tiền ra cúng để các sư cô ghi tên họ được đưa về Tây Phương Cực Lạc. Đó là một việc làm mê tín lạc hậu nhất trong các kinh sách phát triển mà các sư cô thực hiện. Những việc làm này là những việc phỉ báng Phật giáo, có mục đích tiêu diệt Phật giáo. Thấy những việc làm này, người có trí hiểu biết sẽ đánh giá Phật giáo là một loại tôn giáo mê tín, lừa đảo, tín đồ. Do đó, việc làm này không có lợi mà còn có hại cho Phật giáo rất lớn. Những việc làm này, nó không có lợi ích cho con người, khiến cho con người tiền mất, tật mang. Chỉ có những người hành nghề bất chánh này là có lợi ích mà thôi. Bằng chứng như trong thư đã nêu, các ni sư chỉ hành một cái nghề mê tín này mà nhà chùa có hàng tỷ bạc dám bỏ tiền ra di dân để nhà chùa được rộng rãi khang trang hơn. Cho nên, không có cái nghề nào làm giàu dễ như làm nghề mê tín trong các chùa. Nghề mê tín là nghề bói khoa, chiêm tinh, cúng sao, giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, dựng vợ gả chồng, làm nhà xây mồ mả, vân vân. Nghề mê tín là nghề cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, làm ma chay, làm tuần cúng vong, tiễn linh, mở cửa mã, đốt tiền bạc mã, và nghề dán kho đụng, quần áo, mũ nón, vân vân. Đó là nghề lừa đảo lường gạt tín đồ Phật giáo. Kinh sách Nguyên Thủy không bao giờ Đức Phật dạy, duy chỉ có kinh sách phát triển mới có dạy điều này mà thôi. Người cư sĩ đệ tử của Đức Phật phải có trí tuệ, phải xác nhận thấy biết những điều mê tín không lợi ích cho mình, cho người, những điều phi lý, mất công bằng, vô đạo đức thì nhất định không làm theo, hoàn toàn không để cho người khác lợi dụng mình, lừa đảo mình. Có như vậy mới làm sáng tỏ lại Phật giáo, mới đem lại nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Nếu Phật tử không sáng suốt, vô tình làm theo những lời dạy mê tín của giáo pháp kinh sách phát triển, thì đó là quý vị đã tiếp tay với kinh sách phát triển diệt Phật giáo. Và như vậy, quý vị sẽ tự đánh mất nền đạo đức nhân bản, nhân quả của đạo Phật. Nền đạo đức nhân bản, nhân quả của đạo Phật mất đi là quý vị không còn có đường lối tu hành giải thoát. Và như vậy, quý vị đã tự làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Tóm lại, quý vị cư sĩ phải đề cao cảnh giác và thường nên tránh xa những giáo pháp trừu tượng, mê tín,
cúng bái, cầu siêu, cầu an, bùa chú, thần thông. Dù bất cứ những loại thần thông nào, chúng là những pháp môn lừa đảo, chứ không có ích lợi gì cho ai cả. Quý vị nên nhớ kỹ, đừng để mắc lừa, tốn hao tiền bạc, công sức tu tập mà chẳng giải thoát gì, chỉ phí uổng công khó cho một đời tu mà thôi. Tôn giáo và khoa học. Câu hỏi của Liễu Thanh. Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao các chùa, các đền, các đình làng và các tôn giáo khác ở mỗi miền đất nước trên quả địa cầu này đều phát triển theo đời sống khoa học và vật chất lên cao so với các thế kỷ trước? Số lượng nơi thờ cúng mọc lên quá nhiều, số tín đồ cũng đông đúc tăng lên. Sự cầu xin khấn lại trời đất quỷ thần hàng năm cũng vô kể. Theo thế gian nói là thịnh. Ấy thế, mà tại sao không xoay chuyển nổi sự vận hành của thiên nhiên như bão lụt, hạn hán, sâu bọ phá mùa màng, chuột bọ phá phách, thời tiết thất thường, nóng lạnh không có nhà khoa học nào điều chỉnh được. Bệnh tật, bệnh nan y ngày càng phát triển. Các nước khoa học tân tiến hiện đại phát triển cấy được gen, nên người còn sống bèn mổ ra lấy lục phủ ngũ tạng thay thế cho người bệnh, vân vân. Kính thưa Thầy, vì nguyên nhân gì mà trái đất này chịu nghiệt ngã trong cuộc sống của loài người đến như thế này ạ? Những việc làm trên của các nhà khoa học hay sự cầu khấn của các tín đồ tôn giáo có tác dụng hay không có tác dụng mà kết quả thảm khốc cho loài người trên hành tinh này vậy? Sao sự cầu khấn của mọi tín đồ các tôn giáo và khoa học hiện đại trên hành tinh này không khắc phục được những thiên tai và bệnh tật để cho loài người được bình an, thịnh vượng? Đáp: Trong câu hỏi này có hai phần rõ rệt. Một, vật chất khoa học. Hai, tâm linh tôn giáo. Khoa học, vật chất có một bước tiến triển khá xa để phục vụ đời sống con người. Nhưng khoa học không chịu nhận thức đạo đức nhân bản, nhân quả là một đạo luật công bằng và công lý. Vì thế, khi phát minh ra một vật dụng gì để phục vụ con người, lại quên đi hành động thiếu đạo đức nhân bản, nhân quả. Do đó, khi áp dụng khoa học vào sản xuất thành phẩm để nâng cao đời sống của con người, thì thải ra không biết bao nhiêu là chất độc, làm cho môi trường sống chung của con người bị ô nhiễm. Do môi trường sống chung bị ô nhiễm, nên thời tiết không ôn hòa, khí hậu bất thường, thường xảy ra thiên tai bão lụt liên miên và đủ mọi loại bệnh tật. Khoa học mà không có đạo đức là khoa học giết người, giết người một cách kinh khủng. Vì khoa học làm đảo lộn môi trường sống, làm đảo lộn tâm lý con người. Tham ít đến tham nhiều, biến con người thành ác thú. Do thế, khoa học không có đạo đức là một tai họa rất lớn cho loài người. Điều này đã chứng minh và xác định trải qua những thế kỷ gần đây, khi khoa học phát triển đã diệt con người bằng mọi cách, từ bệnh tật tai nạn giao thông đến súng đạn bom, bom vi trùng, thuốc khai hoang, bom hạt nhân nguyên tử, vân vân. Bom nguyên tử đã diệt con người trong hai thành phố ở Nhật Bản một cách quá kinh khiếp. Và tai họa đến giờ này mà dân Nhật Bản phải gánh chịu chưa dứt hậu quả của khoa học. Xưa ông bà chúng ta di chuyển bằng đi bộ, cưỡi voi, cưỡi ngựa, xe bò, xe ngựa, xe trâu. Vì thế, tai nạn giao thông không xảy ra và con người không mất mạng một cách vô lý. Nhưng thời đại ngày nay, khoa học phát minh xe cộ chạy bằng cơ giới, tốc độ càng nhanh thì tai nạn giao thông càng tăng. Do thế, chúng ta nên biết những sáng tạo khoa học của loài người để phục vụ cho con người thì con người phải kèm theo trách nhiệm, bổn phận, đạo đức, thì sự sáng tạo của khoa học là một điều lợi ích rất lớn cho loài người. Bằng ngược lại, nếu con người thiếu đạo đức, chỉ lo sáng tạo khoa học, thì con người đã tự mình tự tử mà không hề hay biết. Tóm lại, khoa học
là một sự phát minh phục vụ đời sống vật chất của con người rất thực tế, nhưng về tinh thần đạo đức nhân bản nhân quả làm người, là những hành động trách nhiệm bổn phận, đạo đức, lương năng và lương tri của con người. Nó còn thực tế hơn và lợi ích hơn khoa học rất nhiều. Nếu khoa học không có, mà con người có đạo đức, thì cuộc sống cũng được an lành, hạnh phúc hơn nhiều. Tuy nhiên, vật chất không nhiều và đời sống thiếu tiện nghi, nhưng lại yên ổn và an vui. Có khoa học mà không có đạo đức, thì tai họa sẽ xảy ra cho con người vô cùng, vô tận. Bằng chứng, lũ lụt, thiên tai, động đất, những bệnh tật thời đại nan y, vân vân. Có đạo đức mà không có khoa học thì con người vẫn sống an nhiên, tự tại, không có khổ đau, như chúng tôi đã nói ở trên. Còn nếu có khoa học mà có cả đạo đức nhân bản nhân quả nữa, thì đời sống con người hạnh phúc biết bao. Về tôn giáo thì trên hành tinh này có biết bao nhiêu tôn giáo. Hàng ngày sự cầu khấn của tín đồ trên hành tinh này không lúc nào không cầu khấn, và tốn hao cho sự cầu khấn này cũng nhiều công và của. Thế mà tai nạn vẫn đổ lên đầu con người. Như vậy tôn giáo chỉ chẳng qua là lừa đảo con người mà thôi. Bởi vì theo luật nhân quả, không có một tôn giáo nào cứu khổ con người được. Chính hành động đạo đức của con người mới cứu khổ cho con người được. Tôn giáo nào ra đời chỉ dạy cho con người có đạo đức nhân bản nhân quả là tôn giáo không lừa đảo, là đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Còn ngược lại, dạy cầu khấn, ban phước, có thiên đàng, cực lạc, niết bàn, địa ngục, vân vân. Đó là một sự chỉ dạy phi đạo đức, dối gạt, lừa đảo, thiếu thực tế, phản khoa học, không rõ ràng, không logic. Những điều hỏi trên là những sự nghi ngờ chánh đáng về khoa học, về tôn giáo. Chính khoa học thiếu đạo đức nên đưa con người đến khổ đau. Hầu hết tôn giáo chỉ khéo lừa đảo tín đồ, chứ không có thiết thực cụ thể chút nào cả. Cho nên tôn giáo và khoa học hiện giờ mới nhìn vào thì dường như mang đến hạnh phúc cho con người, nhưng thật sự là đem tai họa đến cho con người nhiều hơn. Như chúng tôi đã nói ở trên, tôn giáo mà không có đạo đức là tà giáo. Tà giáo sẽ lừa đảo con người bằng mọi cách, mọi thủ đoạn. Khoa học mà không có đạo đức sẽ làm ô nhiễm môi trường sống. Và vì thế, vừa phục vụ và cũng vừa giết hại loài người bằng mọi cách mà pháp luật không bắt tội được. Cho nên, làm một việc gì đều phải có đạo đức. Đạo đức là hàng đầu của cuộc sống của loài người. Nếu thiếu đạo đức thì con người phải chịu khổ đau muôn vàn. Đất có thần linh, sông có hạ bá. Câu hỏi của Liễu Thanh. Hỏi: kính bạch thầy, trong dân gian và các chùa từ xưa đến nay họ vẫn nói câu đất có thần linh, sông có hạ bá, và nhà nhà ai ai cũng có một bát hương thờ những vị thần đó. Từ xưa đến nay, người trước truyền cho người sau gây một ấn tượng sâu sắc vào tâm hồn của mọi người về thần linh của thế giới siêu hình. Những vị thần này có đủ quyền hành trong Tây, làm thịnh, làm suy. Nếu ai không thờ cúng họ, thờ cúng thì phải có rượu thịt hàng đầu. Vậy con xin thầy dạy bảo, việc hiểu của dân gian trong thiên hạ như vậy có đúng không? Có ông thần linh đó hay không? Hiện giờ mỗi người phải làm gì với tục lệ này để đúng với ý nghĩa chánh pháp mà không lạc vào mê tín dị đoan? Còn các chùa miền Bắc có tục lệ thờ đủ thứ Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Dược Sư, Phật Đại Thế Chí, Phật Văn Thù Sư Lợi, Phật Phổ Hiền, vân vân. Còn bên mặt thì thờ Đức Ông Quan Thánh Đế Quân, và bên trái thì thờ Bà Chúa Tiên, Chúa Sứ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Phía sau thờ Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng,
tức là ông giám trai. Phía trước thờ ông thiện, ông ác và hộ pháp. Thường trong chùa đều cúng dâng hoa quả, nhưng đặc biệt cúng đức ông là phải trầu thịt. Vậy việc thờ phụng trên có đúng chánh pháp không? Và mỗi khi đến chùa, chúng con phải cúng dâng như thế nào cho đúng chánh pháp? Xin Thầy từ bi dạy bảo cho chúng con được rõ. Đáp: đất có thần linh, sông có hà bá. Đó là câu tục ngữ mê tín của dân gian đã được truyền tụng từ xưa đến nay. Người xưa trí hiểu biết còn thấp kém, sống trong các bộ lạc, đứng trước thời tiết nắng, mưa, gió, bão, núi, sông, đất đai, rừng rú, ao hồ, thú vật, vân vân, quá khiếp đảm. Thấy con người quá nhỏ nhoi, cho nên người xưa đặt: đất thì có thổ thần, núi thì có thần núi, tiền bạc thì có thần tài, mưa thì có thần mưa, gió thì có thần gió, cây thì có mộc thần, lửa thì có hỏa thần, sông thì có hà bá, giếng thì có bà thủy long, sấm chớp thì gọi là thần sấm, thần sét, vân vân. Tất cả những vị thần trên đây đều do trí tưởng tượng dựng lên, chứ những vị thần này không bao giờ có, chỉ vì thế giới siêu hình cũng không có. Muốn cho đúng ý nghĩa và đạo đức làm người, thì đối với đất, chúng ta không nên bỏ hoang mà phải ra công sản xuất, làm ra nhiều thực phẩm thì không phụ lòng của đất. Đó là biết ơn đất. Còn người nào bỏ hoang đất đai, không trồng tỉa chăm nom, không lo sản xuất ra thực phẩm, đó là những người phụ ơn đất. Còn thờ cúng đất như một ông thần linh bằng thịt, heo, bò, gà, vịt, cá, tôm, vân vân, đó là mê tín, lạc hậu, ngu si, chỉ là người không có trí hiểu biết chân chánh, hiểu biết như thật. Bởi vì không bao giờ có ông thần đất cả, mà chỉ có đất giúp cho con người sản xuất ra thực phẩm để nuôi sống đúng theo đạo đức nhân bản, nhân quả. Ca dao Việt Nam có câu kêu gọi chúng ta đừng quên ơn nghĩa đất. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Ý nghĩa câu ca dao này đã nói lên lòng yêu quý và tôn trọng đất đai đúng với tinh thần đạo đức nhân bản, nhân quả làm người của dân tộc Việt Nam thời xưa, chứ không phải mê tín thờ thần đất, thổ thần, thần sông, hà bá như những người dân còn lạc hậu trong vùng rừng núi xa xôi của thời xa xưa. Người biết ơn đất thì không bao giờ bỏ ruộng đất hoang. Đất là sự sống, là vàng, là bạc của con người. Đất thương người như người mẹ hiền. Đất không phụ lòng người, nhưng người phụ ơn đất. Người thờ cúng bái lại đất, xem đất như thần linh, đó là phụ ơn đất. Đó là đã biến đất thành một người vô đạo đức. Sông và nước. Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy khoét thành sông. Sông là đường đi của nước để ra biển. Nước từ biển bốc hơi thành mây, mây gặp lạnh thành nước, nước rơi xuống nguồn, từ trên nguồn nước đổ theo sông ra biển. Đó là sự tuần hoàn của nước, chứ nào đâu có thủy thần hà bá. Người ta cúng tế hà bá là vì sóng nước mênh mông gào thét ầm ĩ ghê rợn, khiến cho người ta quá sợ hãi vì mạng sống con người ở trên sóng nước như sợi chỉ mảnh treo chuông, dễ dàng chết trong chớp mắt. Vì thế người ta tưởng ra một vị thần ở trong nước, hà bá, có thể phù hộ hay giết hại những người nào ngang tàn không cúng tế bái lại khi ở trên sông nước. Sông là lộ trình của nước để nước đi ra biển, chứ sông nước không có thần linh gì cả. Sông nước có thần linh là do tâm tưởng của con người tạo ra. Sông nước là môi trường sống của loài thủy tộc. Nếu không có sông nước thì loài thủy tộc không thể sống được. Trong chùa thờ cúng nhiều tượng Phật là thờ cúng không đúng chánh pháp. Trên thế gian này duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
là một vị Phật có lịch sử chân thật của loài người, còn tất cả các vị Phật khác đều là Phật giả tưởng của người sau đặt ra. Đó là những nhân vật truyền thuyết, nhân vật tiểu thuyết, không có thật. Thờ những tượng Phật không có lịch sử chân thật là thờ cúng mê tín, thờ cúng trong vô minh. Thờ cúng trong mê tín vô minh là thờ cúng không đúng chánh pháp. Thờ cúng không đúng chánh pháp là thờ cúng theo kiểu ngoại đạo. Các con là đệ tử của Phật, các con phải thờ cúng đúng chánh pháp. Thờ cúng đúng chánh pháp là thờ cúng trong tinh thần đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, nghĩa là thờ cúng trong sự tôn kính và biết ơn, chứ không phải thờ cúng theo kiểu mê tín cầu khấn phù hộ. Thâm và chúc con vui, mạnh, tu tập xả tâm tốt. Kính thư. Tâm nguyện của người cư sĩ. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính thưa thầy, vừa rồi chúng con được đọc hai cuốn sách của hai cư sĩ, một ở miền Nam, một ở Mỹ, soạn ghi thu lược lời dạy của thầy qua 8 tập sách của thầy biên soạn Đường về xứ Phật. 1. Cẩm nang tu Phật. 2. Tâm nguyện. Thật là hữu phước nên hai vị cư sĩ này đã nói lên những suy nghĩ của tất cả mọi chúng sanh đối với bộ pháp quý vô giá này, và sự ngưỡng mộ khả kính của chúng con đối với bậc thầy tôn kính vô tận của chúng con trong thế kỷ thứ 20 và 21, và mãi mãi mai sau còn mãi sự ngưỡng mộ này như ánh sáng hào quang tỏa sáng huy hoàng. Như ngày nào đó cách đây 2544 năm, thời đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện để Ngài chỉ dạy cho chúng sanh biết con đường đến với chánh pháp. Ngài bài bác các pháp môn của ngoại đạo, mê tín chẳng ích lợi cho con người. Nay con hình dung lại với ngày xưa và ngày nay là thời kỳ của bộ sách Đường về xứ Phật, do thầy đã tìm lại từ sự công phu tu hành nghiêm trì giới luật. Nay thầy đã làm chủ sự sống chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Vì lợi ích cho loài người, thầy cũng đang thực hiện một trách nhiệm vĩ đại. Thầy dựng lại một giáo án ngày xưa cho người sau đi không bị lầm đường lạc lối. Chúng con nhận thấy thầy đã làm một việc làm mà trên thế gian hành tinh này không có một ai làm được. Nếu chúng con suy nghĩ không sai, thì thầy làm một việc làm ngày hôm nay là một việc làm kinh động, vĩ đại hơn bất kỳ một việc làm nào của trái đất này. Có kém là kém sau năm tháng trải dài của thời gian sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Chúng con nguyện cùng sự phát triển ngày hôm nay, mãi mãi chúng con đi theo con đường chánh pháp của thầy chỉ dạy. Nhất định một ngày nào đó, chánh pháp phải có mặt trên hành tinh này do sự lãnh đạo của một nhà vua nước đó. Kính thưa thầy, con tu tập lúc này có nhiều tiến bộ hơn so với năm ngoái, nhưng chưa như đất được ạ. Đáp: Tu tập tâm chưa như đất thì các con hãy tiếp tục tu tập nữa. Tuy tâm chưa như đất nhưng không còn là loại đất chai thô xấu nữa. Đất tâm con có chiều tốt hơn xưa con ạ. Phải tiếp tục cố gắng lên các con, phải siêng năng nhổ cỏ, bón phân, tưới nước hàng ngày để cho cây giải thoát sẽ sanh chồi nảy tược, sẽ đâm hoa kết quả. Siêng năng nhổ cỏ như thế nào? Siêng năng nhổ cỏ là ngăn ác, diệt ác pháp các con ạ. Chăm sóc bón phân như thế nào? Chăm sóc bón phân là tu tập tỉnh thức trong mọi hành động, thân, miệng, ý của mình. Luôn luôn nhớ nhắc, đừng quên pháp hướng tâm. Chăm nom tưới nước như thế nào? Chăm nom tưới nước là tu tập tứ niệm xứ, tức là trên 4 chỗ, thân, thọ, tâm, pháp, không được để ác pháp xen vào. Nghĩa là thường xuyên đẩy lui chướng ngại pháp trên 4 chỗ đó. Tóm lại, muốn tâm như đất
thì phải siêng năng nhổ cỏ, chăm sóc, bón phân, chăm lo tưới nước hàng ngày, hàng phút, hàng giây, thì hoa giải thoát sẽ rộ nở. Hoa giải thoát sẽ rộ nở, đó là con đã chứng đạt chân lý. Bởi vì chân lý đang ở trước mặt con đó, con có thấy không? Các pháp hết chỉ còn là thiện, là chân lý của Phật giáo. Kết quả. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, tâm con an lạc, vô sự và thanh thản từng thời gian. Con dùng pháp hướng thì có hiệu quả rõ ràng, giải tỏa tâm cao cổ ngay liền, không còn nặng trĩu như xưa lúc chưa tu. Con không còn mất ngủ vì đau khổ nữa. Còn liên tục từng phút từng giây thì con chưa làm được liên tục, vì sức tỉnh thức con chưa cao. Đáp: Con đường tu tập của đạo Phật, khi bắt đầu tu là phải thấy được kết quả ngay liền. Cái kết quả đó là một bằng chứng xác định cụ thể cho con đường tu tập theo Phật giáo là đạt được mục đích thật sự. Cái kết quả giải thoát khi bắt đầu tu tập mà đã thấy được là niềm tin bất thối chuyển của hành giả. Như vậy, con đã thấy được sự giải thoát thật sự trong tâm hồn con như con đã trình ở trên. Như các con đã biết, con người khổ là vì tâm tham, sân, si, mạn, nghi cùng thất kiết sử. Những pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập trực tiếp nhằm ngăn chặn và diệt tâm tham, sân, si, mạn, nghi và thất kiết sử là một pháp môn thực tế để giúp cho chúng ta thoát khổ. Các con nên suy nghĩ có đúng không? Tụng kinh, sám hối, niệm hồng danh chư Phật, chư Bồ Tát, ngồi thiền, niệm chú, bắt ấn, xuất hồn, luyện tinh khí thần, vân vân. Những pháp môn này có trực tiếp diệt tâm, tham, sân, si không? Kết quả giải thoát có được không? Nếu được, sao các thầy tổ còn tâm, tham, sân, si quá vậy? Nếu được, sao các thầy tổ không làm chủ sanh, già, bệnh, chết? Nếu được, sao các thầy tổ còn phạm giới, phá giới, ăn ngủ phi thời quá vậy? Thầy tổ sống không đúng đức hạnh của các bậc thánh tăng, thánh ni, đến khi chết, các ngài thọ biết bao nhiêu là sự đau khổ. Còn pháp môn của Phật mà các con đang tu là pháp môn trực tiếp đánh thẳng và dẹp sạch sự đau khổ của các con. Các con có thấy không? Hiện giờ sự tu tập của con chưa liên tục từng phút từng giây. Các con đừng lo, cứ siêng năng tu tập xả cho hết tâm tham, sân, si, mạn, nghi, tức là các chướng ngại pháp trong tâm. Xả hết chướng ngại pháp trong tâm thì lo gì sức tỉnh thức của con không cao. Sự tu tập theo Phật giáo, chỗ xả tâm là chính, chứ không phải chỗ tỉnh thức là chính. Người tu tập thời nay lấy sự tỉnh thức làm chính nên lạc vào thiền tưởng. Chỗ tỉnh thức chỉ giúp cho xả tâm, chứ tỉnh thức không có giải thoát. Nếu xả hết tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì tỉnh thức rất cao. Tỉnh thức càng cao thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi càng giảm. Do đó, sự tu tập xả tâm là quan trọng đệ nhất. Vậy các con hãy lưu ý lời dạy này. Đó là lời dạy chân thật của Đức Phật. Vì lòng thương yêu nên Ngài chuyển pháp luân, dạy chúng ta tu tập cũng được giải thoát như Ngài. Hôm nay thọ hưởng được chánh pháp giải thoát của Ngài, chúng ta thầm biết ơn sâu xa, không bao giờ quên. Nguyện đời đời tu tập theo Ngài, dù cho sông cạn núi mòn, nhưng lòng chúng ta không bao giờ đổi thay, quyết định tu hành cho đến khi làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi chỉ trong đời này. Cảm đội ơn Thầy, ơn Phật. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính bạch Thầy, sau thời gian tu tập pháp hướng tâm, con thấy rất hiệu quả,
con ngăn được nhiều ác pháp, con xả được nhiều tâm ham muốn, con chẳng còn thích ăn, thích mặc, thích chơi du cảnh, mà con đã thấy được tất cả là vô thường, không vĩnh viễn, nên con nhàm chán. Vừa rồi, con gặp những điều bất an suốt 6 tháng trời. Nếu con không được may mắn gặp pháp của thầy dạy, thì có lẽ con bị ngã gục trước các pháp thế gian. May thay, con đủ duyên gặp được chánh pháp của thầy chỉ dạy. Con liên tục quán xét các duyên và thấu rõ nó là vô thường, không có gì là của ta cả. Buông xuống hết đi, đời chẳng có gì. Tiền bạc vật chất là khổ, khổ lắm. Nên vì thế mà con đã giải quyết biết bao nhiêu sự rắc rối và phiền toái đối với nhân quả của con. Con có trình bày việc này sau buổi thọ bát quan trai ở Tứ Kỳ. Con đưa pháp nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng vào ứng dụng, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Xả tham và lòng ham muốn đi thì mọi việc cũng sẽ giải tỏa. Con có khóc vì con cảm động trước tấm lòng từ bi thương xót của thầy đã ban rải ra miền Bắc mà con đã được lãnh nhận và thọ trì ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp con tiến bộ nhiều, an lạc vô sự, thanh thản vô cùng. Đáp: Đức Phật đã dạy, pháp hiện tại không có thời gian đến để mà thấy. Pháp Phật là một pháp môn thực tế và cụ thể như vậy. Thế mà từ xưa đến nay, tín đồ Phật giáo lại tu pháp môn của ngoại đạo như niệm Phật cầu giảng sanh, niệm chú, tụng kinh, ngồi thiền, cầu siêu, cầu an, sám hối, vân vân. Cái sai này không phải do tín đồ mà do người hướng dẫn. Người hướng dẫn thiếu sáng suốt, không nhận định được pháp nào của Phật và pháp nào của ngoại đạo. Chính cái sai là vì người hướng dẫn thiếu thực hành hoặc thực hành chưa tới nơi tới chốn. Cái sai này đã biến Phật giáo thành một tôn giáo lừa đảo tín đồ và khiến cho mọi người nghi ngờ. Nhưng hôm nay các con đã thực hiện đúng như lời dạy của Phật. Vì thế các con đã tìm thấy một kết quả giải thoát rõ ràng, rất thực tế. Nhờ có pháp môn này đã giúp cho các con trở thành người có đạo đức, trước tiên là đạo đức với các con, sau đó là đạo đức với người khác, tức là không làm khổ mình, khổ người. Qua thời gian tu tập, các con đã tự xác chứng được con đường tu theo đạo Phật là giải khổ và mang đến cho các con một hạnh phúc an vui chân thật, một gia đình êm ấm. Mục đích của đạo Phật tuy các con chưa hoàn toàn đạt được, nhưng đã nói lên hướng đi của các con rất đúng, không còn sợ lạc nẻo sai đường. Vào dòng thánh. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, hiện giờ tâm con còn chướng ngại pháp mà con chưa đẩy lui được, như con đã trình thầy ở khoảng giữa thư. Con xin sám hối thầy từ bi xá lỗi cho con. Con xin cố gắng hơn nữa để khắc kỷ với con trong việc dành dực thời gian lãng phí để con tăng thêm sức tỉnh thức và để ngăn ác diệt ác, không cho nó diễn ra trong tâm con nữa. Con xin tri ân lời dạy răn nhắc của thầy dành cho con. Nhất là đoạn cuối thư, thầy sách tấn cho con xin nỗ lực hơn nữa. Con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, tự lực cứu mình, đừng để trôi lăn trong lục đạo luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Đó là thầy thức tỉnh cho con trong bối cảnh gia duyên quá ràng buộc con. Con cần phải thu xếp cho khéo, con cần phải xả ly và nhẫn nhục nhiều hơn nữa, để sao cho tâm như đất mà con được thầy nhắc nhở cho con. Kính thưa thầy, nếu con cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa, tinh tấn hơn nữa, thì kiếp này con có đủ duyên để du nhập vào dòng tứ quả không ạ, thưa thầy? Nếu được giữ vào dòng thánh sơ quả dự lưu là con cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đó là ước nguyện của con trong kiếp này. Con xin thầy hướng dẫn cho con tu hành. Thời gian vừa qua 4 năm con có gì sơ sót,
có gì chậm lụt, con xin thầy giang tay cứu vớt cho con lên bờ giải thoát, kẻo con bị chết đuối thật là uổng phí một kiếp người. Con xin thầy từ bi xá những lỗi lầm cho con về những việc tu hành còn chậm lụt, chưa mạnh dạn xả bỏ ràng buộc gia duyên và thoái hư tật xấu của con. Đáp: cuộc đời tu hành không thể tu một sáng một chiều là tu xong được, mà phải có thời gian rèn luyện tu tập sửa sai những thói hư tật xấu. Vì vậy Đức Phật đã dạy tứ chánh cần, có nghĩa là hàng ngày, hàng phút, hàng giây phải siêng năng cần mẫn, ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Chỉ có sự siêng năng cần mẫn tu tập này mới chứng đạt mục đích giải thoát của đạo Phật. Mục đích giải thoát của đạo Phật là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Sự tu tập này mau chậm là do sự siêng năng cần mẫn, chứ không phải cầu mong sự giải thoát có được. Người tu hành chỉ biết siêng năng cần mẫn, ngay sự siêng năng cần mẫn tu tập ngăn ác diệt ác pháp là có một tâm hồn thanh thản, an lạc và hạnh phúc tuyệt vời. Sự giải thoát như vậy, các con còn cầu mong điều gì hơn nữa? Khi sự giải thoát này ở tâm các con hoàn toàn sung mãn, thì lúc bấy giờ thiền định nào các con cũng nhập được, tam minh nào các con cũng thông suốt, và sự sống chết nào các con cũng sẽ làm chủ dễ dàng, không có mệt nhọc, không có khó khăn, không có phí sức. Đó là lời Đức Phật đã dạy, các con ghi nhớ đừng quên. Nếu hàng ngày các con chuyên tâm và tinh tấn ngăn ác diệt ác pháp nơi tâm các con, thì không những nhập vào dòng thánh mà đã trở thành một bậc thánh trong đời này ngay khi con còn mang lốt thân người. Con có tin điều này không? Nếu các con tin thì sớm muộn gì các con cũng sẽ làm thánh. Nếu không tin thì cũng chẳng sao cả, chỉ khổ đau như bao nhiêu người khác mà thôi. Đời chẳng có gì là của ta, là bản ngã của ta, chỉ là một vòng lẩn quẩn của nhân quả, cũng như nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Nếu không chấm dứt được nhân quả, thì nước non hội ngộ cùng luôn. Do thế, đời đời kiếp kiếp khó mà thoát khổ, phải không, hỡi các con? Con đừng nghĩ mình chậm lụt, mà nên nghĩ mình có siêng năng cần mẫn ngăn ác diệt ác pháp hay không. Đó là điều quan trọng các con cần ghi nhớ. Tu hành theo đạo Phật chỉ có bấy nhiêu đó con ạ. Mà kết quả vĩ đại biến con trở thành một vị thánh, một siêu nhân, các con có tin điều này hay không? Một vị thánh, một siêu nhân không phải ở chỗ thần thông biến hóa tàng hình, ngồi thiền định chỉ hơi thở, mà ở chỗ tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi, tức là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Đó là một vị thánh của đạo Phật. Đó là mục đích của đạo Phật. Tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi, bất động trước các cảm thọ, thì ai là người trực tiếp biết được điều này? Có phải chính các con không? Như vậy, thánh phàm chỉ có các con mới biết các con hơn ai hết. Nếu một người tu hành đem thần thông để lừa đảo mọi người, như ngồi thiền, tịnh chỉ hơi thở, chôn trong đất, dìm trong nước không chết, đi trên lửa hồng, bay trên hư không, biểu diễn cho mọi người xem, thì cái giá trị của vị thánh tăng, thánh ni trong đạo Phật không còn nữa. Những người này chỉ là những nhà ảo thuật đi bán thuốc dạo theo hè phố. Họ không phải là thánh nhân. Họ là những người khoe danh như các đạo sĩ yoga, như tăng sĩ Lạt Ma đã từng trình diện các nước trên thế giới, nhất là ở các nước Tây Phương. Thánh làm trò giải trí cho thiên hạ xem như xem hát, thì còn gì là thánh nữa, phải không, hỡi các con? Có nhiều người đến xin thầy tu hành, nhưng họ không tìm sự giải thoát, không tìm đạo đức làm người làm thánh, mà đi tìm thiền định có thần thông. Thầy bảo:
Ở đây thầy không có pháp môn dạy thần thông, chỉ có pháp môn dạy đạo đức. Muốn tu học thần thông thì hãy đi qua Tây Tạng và Hy Mã Lạp Sơn mà cầu thần thông. Còn ở đây không có thiền định và thần thông, chỉ có dạy về giới luật đức hạnh làm người, làm thánh. Nếu ở đây có thần thông là do từ đạo đức làm người, làm thánh. Ngoài giới luật làm người, làm thánh mà có thần thông thì đó là ma vương, ác quỷ. Người không có đạo đức làm người, làm thánh thì không bao giờ có thiền định và thần thông chân chánh. Nếu có, đó chỉ là năng lực của tưởng mà thôi. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo đến nói với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài không thể hiện thần thông cho con xem, thì con không thể ở đây tu phạm hạnh với Ngài. Đức Phật bảo: Ta có bảo ngươi theo ta tu học là ta thể hiện thần thông cho ngươi xem chưa? Vị tỳ kheo ấy đáp: Thưa Đức Thế Tôn, không ạ. Đức Phật đáp: Nhà ngươi theo ta tu hành là vì sự nghiệp giải thoát tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ của nhà ngươi, chứ không phải vì thiền định và thần thông. Thiền định tịnh chỉ hơi thở có khác gì mũi dao đâm vào ngực. Thần thông có khác gì một trò ảo thuật huyễn hóa lừa đảo thiên hạ. Nhà ngươi có thấy được thì ở tu bằng ước ao thần thông thì tự đi, ta không ép buộc. Câu chuyện trên đây là làm sáng tỏ mục đích tu hành của chúng ta. Sự tu hành của đạo Phật thực tế và cụ thể, không dùng những thứ huyễn hoặc để lừa đảo người, chỉ duy nhất là tìm sự thánh thiện trong ta để thấy được bốn chân lý của kiếp làm người: khổ, tập, diệt, đạo. Từ khi tu xong, thầy có đủ năng lực thần thông, nhưng không bao giờ thầy thể hiện cho một ai xem, mặc dù họ tìm đủ mọi cách để thầy thể hiện thần thông. Có nhiều khi thầy phải tạo ra sự chẳng biết tâm niệm của họ để đánh lừa họ rời khỏi thầy, vì tâm ham muốn thần thông không thể đi chung đường của đạo Phật được. Mục đích của đạo Phật ra đời là giải khổ cho con người, đem lại nền đạo đức cho con người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sanh, chứ không phải ra đời dạy con người thần thông. Lấy thần thông quyến rũ người theo đạo mình là ngoại đạo, cũng như kinh sách phát triển lấy sự mê tín cám dỗ người theo đạo Phật, tưởng là dắt người vào đạo Phật, nhưng không ngờ lại biến đạo Phật thành đạo mê tín. Phật pháp không lìa thế gian pháp, lời dạy này đúng, nhưng người thực hiện lời dạy này sai. Vì thế, tu sĩ Phật giáo hiện giờ bị thế tục hóa là do câu nói này. Một lời nói có lợi khi hiểu đúng nghĩa, còn khi hiểu sai nghĩa của nó là một tai hại rất lớn, dù trong đạo cũng như ở ngoài đời. Cho nên, câu Phật pháp không lìa thế gian pháp có nghĩa là người tu sĩ Phật giáo cũng sống chung đụng với người như thế gian, chứ không phải bỏ đời vào chùa tu hành bằng cách tụng kinh niệm Phật, lạy hồng danh sám hối hoặc ngồi thiền, vân vân. Tu như vậy là yếm thế tiêu cực. Người tu sĩ Phật giáo bất cứ ở nơi đâu sống chung với mọi người, nhưng lúc nào cũng biết ngăn ác diệt ác pháp để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Đó mới là người tu tập theo Phật giáo. Lòng tha thiết xin thầy đừng bỏ các con. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi: Kính thưa thầy, thưa cô Diệu Quang, chúng con cũng như tất cả chúng sanh muôn người như một, khi đã được đọc sách của thầy, biết rõ chánh pháp của Phật, chúng con đều thầm ước nguyện rằng như bác cư sĩ HNH, tác giả cuốn sách Tâm Nguyện, có chỗ bác ấy viết: Chúng con mong thầy ở lại mãi mãi với chúng con, để chúng con có bè sang sông giải thoát, kẻo không thì sẽ chìm cả đám, vì lông cánh chúng con còn yếu quá. Giả lại,
chúng con gặp được pháp của thầy quá muộn màng. Chúng con xin thầy ở lại để dìu dắt chúng con cho đến ngày giải thoát. Thầy ơi, chúng con còn đang chơi dơi giữa hai dòng nước. Một là dòng nước thế gian, và một là một dòng nước pháp. Hai tay còn nắm cả hai dòng nước thì làm sao lên bờ được? Có phải thế không, thưa thầy? Vậy chọn lấy một dòng nước pháp, đó là bến bờ vô ngã, vô lậu và minh. Phải chia tay với dòng nước khổ đau, sanh ra muôn vàn thứ đau khổ và muôn kiếp luân hồi. Phải mạnh dạn lên như con cá nhảy ra ngoài vũ môn thì mới thực hiện được ước mơ làm chủ sanh tử luân hồi khổ đau. Có phải thế không, thưa thầy ạ? À? Trước lúc ra đi vào giai đoạn 2, con xin lấy gia đình làm nơi xả và ứng dụng các pháp hướng để cho tâm được như đất và sửa những tính tình xấu xa đen tối của mình cho thanh tịnh. Thì con sẽ xin về thầy gần cô để thầy và cô hướng dẫn cho con đi về bến bờ giải thoát. Con xin phép hạ bút. Đáp: tiếng kêu gọi tha thiết từ trong tận đáy lòng của các con mong muốn thầy trụ thế lâu dài để dẫn dắt các con đi đến tận cùng bờ giải thoát. Các con có biết chăng, thân nhân quả là thân đau khổ, là ổ bệnh tật. Con người mang thân này như mang gông cùm, có gì là hạnh phúc? Đi đâu mang theo cái thân này như mang cả núi Thái Sơn. Người phàm phu xem thân là quý trọng, luôn luôn trau dồi làm cho thân đẹp đẽ, ăn uống bồi bổ nuôi dưỡng thân, khiến thân mập mạnh khỏe. Do thân mập mạnh khỏe sanh ra nhiều dục, do nhiều dục mà tạo ra nhiều ác pháp. Do nhiều ác pháp nên con người phải chịu muôn vàn khổ đau. Cho nên nguyên nhân là vì quá quý trọng thân nên đã tạo cho tâm hồn khổ đau. Mỗi lần có bệnh đau là sợ thân chết. Do sợ thân chết nên tâm buồn bã, lo lắng, khổ đau. Khi tu xong, thầy cảm thấy bỏ thân này sớm chừng nào, tốt chừng nấy. Năm 1980, thầy về thăm Hòa Thượng Thanh Từ. Được Hòa Thượng Thanh Từ trắc nghiệm bằng công án thiền tông. Ba cân gai là gì? Bạch thầy, lá cây rung trước gió. Hòa Thượng Thanh Từ gật đầu. Lúc bấy giờ thầy quỳ xuống xin Hòa Thượng cho thầy nhập Niết Bàn. Hôm nay các con được đọc bộ sách Đường Về Xứ Phật, thấy rõ đường đi và cách thức tu tập của Phật giáo. Và những cái sai của kinh sách phát triển và thiền tông là nhờ ơn đức của Hòa Thượng, người đã giữ thầy ở lại để giúp người chấn hưng thiền tông Việt Nam. Trước lòng tha thiết của Hòa Thượng, thầy ở lại. Nhưng 20 năm chịu nhiều cay đắng và khổ đau vì các pháp bên ngoài và thân tứ đại vô thường. Nếu không có nội lực vững vàng thì thầy đã bị ngã gục trước các ác pháp cay nghiệt. Đối với các con hiện giờ được gặp pháp môn chân chánh của Phật giáo và tu tập có lợi ích thiết thực như ngày hôm nay là công ơn của Hòa Thượng rất sâu dày. Đối với các con hiện giờ có được học và sống trong đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, thường mang đến hạnh phúc, an vui cho mình, cho người, thì công ơn của Hòa Thượng không thể nào quên được. Tại sao vậy? Khi thầy tu xong, Hòa Thượng khuyên thầy nên đọc lại toàn bộ kinh sách Đại Thừa, Thiền Tông, kinh sách Nguyên Thủy và lịch sử Phật giáo. Suốt hơn 2 năm trời, dùng trí tuệ ly dục, ly ác pháp,
quan sát toàn bộ kinh sách của Phật giáo hiện giờ, như núi, như rừng. Thầy đã phát giác ra được tất cả những điều sai trái, mê tín, dị đoan, phi đạo đức và mâu thuẫn trong kinh sách, nhất là kinh sách phát triển, thì sự sai trái lừa đảo, lường gạt tín đồ lại nhiều hơn, biến thành một truyền thống phong tục, mê tín từ những người tri thức đến những người bình dân ít học. Nhờ đó, hôm nay các con mới biết được sự thật của Phật giáo. Nếu không có Hòa Thượng Sách Tấn Thầy trên bước đường tu tập, thì làm gì có ngày nay Thầy dám nói ra sự thật? Dám nói ra sự thật là nhờ lời dạy của Hòa Thượng. Phật Pháp còn là còn người tu chứng. Tóm lại, công ơn của Hòa Thượng đối với các con rất sâu dày. 1. Khuyên Thầy ráng tu tập để cho Phật giáo được trường tồn, cũng giống như hiện giờ Thầy khuyên các con ráng tu hành vì lợi ích cho mình, cho mọi người trên hành tinh này và cho tất cả chúng sanh. 2. Khuyên Thầy ở lại giúp Hòa Thượng chấn hưng Thiền Tông Việt Nam. 3. Khuyên Thầy đọc lại kinh sách để xây dựng Thiền Tông Việt Nam theo đúng đường lối Phật giáo. Sau khi bộ sách Đạo Đức Làm Người được ra đời, đến với các con, thì Thầy xin trả chiếc thân cát bụi này cho cát bụi. Chừng ấy, các con đã có người thay thế Thầy để dìu dắt các con trên đường giải thoát mà không còn sợ sai lệch. Hiện giờ, Thầy biết lúc nào đi, lúc nào ở. Các con hãy yên tâm, Thầy không bỏ các con giữa đường đâu. Khi Thầy mất đi là Thầy đã thoát ra khỏi cái thân thường đau khổ này, như thoát ra khỏi ngục tù. Như vậy, các con phải vui, phải mừng mới đúng, mới thương Thầy. Còn các con khóc, các con buồn là không thương Thầy, phải không? Vì mang chiếc thân này khổ lắm các con ạ. Rời khỏi nó là một sự an vui vô cùng, vô tận. Vì thế, các con nên vui, đừng buồn. Buồn là ác pháp các con ạ. Như vậy, các con buồn là không xứng đáng là con của Thầy. Phải thanh thản, an lạc, xem như không có việc gì xảy ra. Bởi vì các con phải hiểu luật nhân quả tuần hoàn. Nước đi ra biển, lại mưa dày nguồn. Dài hàng thâm và chúc các con vui mạnh, tu tập xả tâm tốt. Kính thư.